biết không, thì hỏi mấy chị nuôi ở nhà chỉ đi, thế mà người ta lại không nhận, người ta lại không nhận đấy. À mà mọi người chỉ ra đấy, bọn em cũng đi ra đấy nhưng người ta không nhận, thế là người ta chỉ lên chỗ y thế này. Gọi bọn ở nhà chuẩn bị chuông này. Bế về như nào? Em không biết, tí mua chuồng. Tí bảo Thanh bán tiền mua luôn chuồng bế về cho mẹ đi. Không thì em bảo về nhà đi cô. Lại không chơi. Đừng bảo anh vứt sang nhẹ thôi thằng này. Nhẹ thôi em, nhẹ thôi em. Bao quanh vùng rộng vào. Biết về tin như này không?